Thì Sơn mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết ở Việt Nam. Thì ngày hôm nay trong nhà của chị Dương á, vợ của anh Bảo, là bắt năm có tổ chức làm đám giỗ. Mà Tuyền chưa rõ là đám giỗ bà nội hay là bà ngoại. Vậy mà ngày hôm nay Tuyền với ba anh Bảo, vợ chồng Út Lan, Su Bôi đi vô trong nhà bắt năm để dự đám giỗ. Còn cháu Liêm thì ở ngoài quán phở của Út Lan với hai đứa con của Út Lan. Thì xin mời quý vị đi đám giỗ trong quê với Tuyền ngày mùng 3 Tết quý vị nhé. Đường quê mùa Tết thì thấy hoa thì đa số người ta trưng ở trong nhà nhiều, chứ ở ngoài đường lộ xe thì Tuyền thấy không có thấy hoa nhiều. Nhưng mà thời tiết Tết mát mẻ, chứ nếu mà chưa nắng lên thì cũng nóng quý vị, cũng thấy rất nóng. Bây giờ Út Lan chở Tuyền đi bằng xe gắn máy nè. Đi bằng xe gắn máy. Tuyền cũng muốn quay tí xíu cảnh quê á, để gửi đến quý vị xem là cảnh quê. Đây là con đường từ chợ Cái Côn mà chạy thẳng vào trong Xuân Quà. Hay là nếu mà đi thẳng nữa là đi tới Phụng Hiệp không Lan? Nếu mà đi thẳng nữa là đi xuống Sóc Trăng luôn được á. Mà đi vào đường xe gắn máy. Đa số về quê thì Tuyền thấy là chuối rất là nhiều. Ở vườn này thì thấy có mít nè, có sầu riêng nè, có bú sữa nè. Đường này là Tuyền thấy có xe hơi vào được đó. Ngày xưa những con đường này đâu được như vậy đâu. Nhưng mà sau này nhà nước họ làm á, đường thông thoáng hơn, dễ chạy xe hơn. Bây giờ mình đi về vùng quê á, mình không có còn thấy cái cảnh mà nhà lá đổ sụp xệ mà giống như ngày xưa nữa. Mà bây giờ là nhà tường hết rồi quý vị. Rồi cái cây sồi thì thấy cháy quá trời cháy luôn. Tuyền đã đến nhà của bác Năm, ba mẹ của chị Gương rồi. Đây là ngõ sau. Cho Tuyền đi ngõ trước đi quý vị. Tuyền đi ngõ trước đi. Ở nhà đang nhộn nhịp rất là vui. À, Tuyền thấy đây là có cây lựu nè. Cái trái còn nhỏ. Trái lựu. Tuyền đã vào tới nhà của bác Năm rồi. Đây là bác Năm, là bác Xui với ba của Tuyền. Ngày hôm nay có ba của Tuyền đi nữa. Ba Tuyền mặc áo sơ mi trắng tay ngắn. Còn đây là cũng là bác Xui á. Bác Xui chung là rể tôi. Dạ. Rể tôi. Thành ra là ba bác Xui ngồi kế nhau. Còn đây là cũng là họ hàng bà con với nhau để mà đến ngày vui ngày Tết, vừa là ngày Tết và cũng là ngày giỗ ông bà nữa. Đây là anh hai của chị Gương. Dạ. Đây là một giọng ca rất là đặc biệt. Coi chị. Nhớ không? Đây là Út Lan, anh Bảo. Và đây là anh Trung. Anh Bảy. Dạ anh Bảy. Dạ lễ bản xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, là tại nhà ba mẹ vợ của mình đám giỗ bà nội vợ. Cho nên coi sẵn có tiền về cũng mời tiền với gia đình.
vào đây để mà thứ nhất là đi đám tiệc, thứ hai nữa là thăm nhau trong những ngày tới. Dạ, hôm nay mới mùng 3 Tết rồi. Sẵn trên kênh của em gái mình Lê Bảo xin chúc tất cả quý vị trong kênh của Lê Bảo miền Tây và kênh của Tiền Lê Cuộc Sống Châu Âu kính chúc quý vị khắp nơi trên thế giới gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạ, cảm ơn anh Bảo thật nhiều. 1, 2, 3 vô nè, chúc mừng năm mới nè. 1, 2, 3 vô. Ngày hôm nay cũng là mùng 3 Tết thì Tuyền cũng như là toàn thể gia đình là chúc quý vị năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài. Và đặc biệt là sức khỏe thật là nhiều. Có sức khỏe là có tất cả. Kênh của chị Tiền về Việt Nam là ngày nào cũng chỉnh. Ngày nào không có đủ hết. Quý vị ơi, cái không khí Tết thích lắm. Gió nhẹ nhẹ mát mát nè. Rồi bầu trời rất là trong xanh luôn, không có mưa. Khi mà Tiền về vào cái dịp hè đó thì mưa suốt à. Thỉnh thoảng mình đi chơi cái trời mưa rồi cái mưa xuống nó oi bức á. Nhưng mà không khí Tết thì rất là đẹp. Chắc từ đây sắp lên là Tiền đi về Tết hoài quá. Tại vì Tết là cái thời tiết rất là đẹp luôn, rất là lý tưởng. Cái bông hoa giấy. Đất đó nha. Hai ba cao đắng hai biển nha. Đất ngon. Đất năm mươi luôn. Chạy nằm trên giao đường. À, em tên gì chị quên rồi. Dạ, em tên Lĩnh chị. Dạ Lĩnh, giọng dạ. Ca cũng độc lạ lắm. Độc lạ hình dữ. Độc lạ, giọng ca độc lạ. Em tính qua em giao lưu. Anh Xài Lan đã với em của anh Khoa. À, tính dạ. Tính giao lưu ly ảnh rồi, ảnh rồi. Các bác xui cùng ly nhau. Dạ. Cái mùa Tết mát mẻ quá bác. Rất là mát mẻ, không có oi bức giống như mùa hè. Mùa hè thì rất là oi bức. Dạ. Ở trước là bàn nhậu, ở sau là bàn rửa chén. À, em chào anh. Thường ở dưới bếp là các chị em phụ nữ. Thường dưới bếp mình là các chị em phụ nữ. Em chào chị. Chúc mừng năm mới chị luôn nha. Dạ, chúc năm mới gia đình mình là có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Wow, nhất là cái sàn nước nằm đây này rất là mát luôn. Ở đây thì thấy có một cái dòng, cái con rạch nhỏ mà nước chảy xiết chứ sợ luôn nè. Wow, nước chảy xiết chứ sợ luôn quý vị. Đó, có một cái cây nó ngã ở đây. Hình như cái con rạch này là anh Bảo nói là bơi xuồng vô đây được nữa nè. Wow, thì thấy vừa nước ha, chằng chịt luôn. Nó có mấy cái buồng dừa nước ở xa xa kia kìa. Wow, thì thấy nước này là nước sạch đó chứ không dơ, tại vì từ sông Cái lớn đổ vào á, rồi nước Rồng thì nước chảy ra rất là mát. Wow, ở đây mát quá chị, ở đây mát quá mà nước sạch quá chị hả, nước trong xanh nè. Biết mình coi bao nhiêu món. Em chào chị, chúc mừng năm mới cả nhà mình chị nhé. Dạ, dạ, chúc sức khỏe cả nhà mình. Tốt nè, thôi chị. Dạ. Biết liền nha. Em ơi. Wow, cái xôi lá cẩm hả chị? Xôi lá cẩm cưng. Màu đẹp quá trời luôn nè. Nè bò kho nè chị. Dạ. Ôi, bò kho màu cũng xuất sắc luôn. Chị bảy kho đó. Ngày hôm nay tổng cộng mình có bao nhiêu món chị hả? Chắc 6 món gì vậy? Chắc cũng 5-6 món. Mỗi khi Tết á, em mốt bà con em mốt rồi lại á, thì nấu đầy đủ cho bà con. Dạ. Mốt rồi lại để ăn xâm dày cho nó vui. Đó giống như ngày này là các chị em lại là nhiều khi người ăn món hả chị? Nhiều khi cái đó thành ra là 5-7 món, 10 món. Bởi vì thấy bà con ăn ngon miệng chị cũng vui nữa. Dạ, chúc mừng năm mới chị Gương luôn. Đây là chị Gương. Đây là chị dâu của chị Gương. Dạ. Và họ hàng trong gia đình của chị Gương. Và từ ở nhà mất năm rất là mát luôn. Bởi vì ở quê quý vị mát hơn là ở thành phố. Có cái là mình thấy có sông ngồi á, thành ra là gió rất là mát. Ở đây là bác đang phơi cái hạt gì nè. Tôi nghĩ chắc giống hạt cà phê quá. Cái hạt này theo tôi nghĩ là chắc hạt cà phê. Đó, cái sông ở dưới này nè. Nhưng mà ngày hôm nay cũng là hơi đứng gió đó, chứ nếu mà có gió thì sẽ mát hơn nữa. Ở đây là cây chuối thì thấy có cái buồng chuối kìa. Ở đây là cây mít vẫn còn nhỏ. Ở đây thì thấy cũng có một cái lối đi nè,
chắc đằng kia cũng tìm thấy có nhà đằng kia kìa, cũng là một cái xóm. Ở đây cũng có một cái buồng chuối, mà chuối này là người ta kêu là chuối dông. Đây là buồng chuối dông. Chuối dông này ăn sống với mắm chưng nó ngon lắm. Và đây là cây mai. Cái viên đó là uống rất kháng này. Nếu lâu lâu thì chúc mừng năm mới với nhau, chúc tuổi với nhau. Thì Tiền rất là vui là dịp này Tiền về được Tết. Cái Tết này đúng là cái Tết thứ 18 Tiền được ăn Tết ở Việt Nam. Cái mùa hè mình về nó khác, cái mùa Tết nó khác. Cái mùa Tết giống như là mùa đoàn viên, mùa xung vầy á. Thành ra là trong lòng rất là hạnh phúc, rất là vui. Sáng nay thì cũng chúc sức khỏe quý vị nha. Cái mùa nhậu nhiều giống em ăn nhậu. Và cái mùa này cũng là mùa mà bị tạc tiền nhiều nhất, ai thì xem mà được nha quý vị. Mùa này cũng vui, mùa này cũng buồn nhiều. Một khi là nên đi bộ, hoặc là đi taxi, hay đi xe, Honda ôm. Đã, sáng nay đang nhậu xỉn mà ngồi lại vậy, taxi nó lại chắc ngủ bụng. Ở trên bàn quý vị thấy có heo quay nè, có tôm tôm nướng nha. Tôm à, tôm hấp bia. Rồi heo quay, rồi mực chứ bò né. Đây là vịt tiêm. Đây là bò kho. Đây là cái lẩu mà cá lạc nấu với dưa cải. Rồi còn một cái lẩu mà chả cá thác lát nấu với khổ qua bào. Đang hồi đem ra. Mà có cái nữa quý vị, cái mùa Tết là cái mùa lên ký. Mình tính sương sương là 7 món đó quý vị. Cái mùa Tết là mùa lên ký. Đám dỗ là 7 món. Rồi xôi, đây là xôi bà xã mình, là xôi xôi giò nè. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết thì vì Tiền có một cái xíu siêu lọc Tết lì xì đến các con. Chúc các con là năm mới là nhiều sức khỏe nè, học giỏi rồi luôn luôn xinh đẹp nhé. Rồi lì xì cho con. Con con quy chúc bố Tiền lại. Cảm ơn con. Con mới lấy cô có lì xì cho con rồi dạ. Rồi lì xì cho con. Cho con có thì đấy nha. Dạ cảm ơn con. À cho con nó nè. Con ra đây. Ngày càng trẻ khỏe. Dạ cảm ơn con. Thí quyền. Dạ có em lì xì bên nãy hai cháu rồi. À rồi. Dạ em lì xì ngoài bàn. Dạ bên đây cứ lì xì của hai cháu là trước. Dạ. Gọi về trong cái bàn của mình và ai đại diện nè. Chúc à. Thí. Để cái cháu tự nhiên đi. Thí gì vậy? Cảm ơn con. Rồi, vỗ tay lên. Rồi giờ Út Tiền chúc cho con là cái con đánh bài thắng. Cái con thắng kìa con. Dạ, đúng rồi. Rồi, chị cảm ơn Út Tiền. Dạ, không có chi đâu chị. Ấy Tuyền ăn cái lẩu cá gì mà? Cá lạc. Lẩu cá lạc nấu dưa cải chua. Bây giờ thì Tuyền ăn thêm một món nữa là lẩu khổ qua với cá thác lát. Không biết có bao giờ quý vị ăn món này chưa? Nếu chưa thì hôm nào quý vị nấu thử ăn đi, rất là ngon, vừa mát, bổ dưỡng. Tại vì khổ qua là nó mát giải nhiệt nè. Cá thác lát thì có chất bổ nữa nè. Thành ra là rất đặc biệt luôn quý vị. Hôm nay nhiều con cháu đông rồi đem lại món gì đó mà ra cũng phải có món. Dạ, cứ con cháu mà sum họp lại thì người món. Tại vì dòng họ bên vợ con cháu đông. Mà rất là tôm là rất là ngon nè, thịt chắc ơi là chắc luôn. Mà Tiền thích nhất là cái không khí quá trời mát này. Cứ lâu lâu một cái cơn gió thổi ngang mát ơi là mát luôn quý vị. Có dịp nào quý vị mở thành phố mà về quê chơi đi thích lắm. Wow, về quê á thích lắm quý vị. Nhiều khi mình ra ngoài vườn á mình xem được những cái trái cây mà mọc thiên nhiên tự nhiên á mình thích lắm. Quý vị nhìn nè, cái cây mít á, cái thân nó bằng cái cùm tay của Tiền thôi, mà cái trái mít nè nó to lắm luôn quý vị. Mà tiếc là trái mít này chưa chín. Trái mít nó sướng thích ơi là thích luôn. Đó, cái cây mít đâu
cái ngang đây thì cao cỡ tiền nè, nhưng mà cao cái cành ở trên xòe ra nữa, nhưng mà cái trái mít rất là thích luôn. Và ngồi ở đây nhậu quá quý vị, cái không khí mà sông nước nè, rồi gió lâu lâu có một cái cơn gió thổi lên á, nó mát còn hơn là quạt máy nữa, mà không cần phải xài máy lạnh luôn. Ở đây một cây kiểu mít nữa nè, cháy nhỏ xíu xíu nè. Đó, cả nhà mình đang ngồi đây, một cái khung cảnh rất là đẹp luôn, lý tưởng. Nhìn ra bờ sông. Vô qua. Rất là hai bác là năm mới luôn, có nhiều sức khỏe, bình an. Con nếu mà dự định là 20 tháng 2 bác. Dạ, còn khoảng 10 ngày. Mới tới này nó về, tôi chơi nhỏ, đi chơi về, mẹ nó mời con nó về được nhiều lần rồi, mời vô là quá. Dạ, cảm ơn bác. Là mỗi năm chỉ về là chuẩn bị đi đón cái nước rồi nè. Ba về ba kêu cho. Đây là cậu. Chú nhé. Chúc mừng năm mới chú và gia đình luôn năm mới sức khỏe, bình an lắm. Dạ, bạn sự như ý. Thứ nhất. 6 mấy năm rồi mới gặp con. Con cũng là đầu biết bác và rất là vui. Cậu thì cũng giáo viên đồng nghiệp với mà anh với anh Cường. Dạ. Cũng giáo viên cơ. Đi dạy đó là coi như là quán phở của Lan đó, là coi như là tao cũng chuyện hoài. Dạ, thật ra là nhìn bác rất là điềm đạm. Dạ, em cũng chào anh Lĩnh luôn nhé. Dạ, chào anh. Dạ, chúc gia đình mình năm mới nhiều sức khỏe, bạn sự nhí. Xin phép chào anh hai luôn. Chúc cô vui vẻ, thấy lớn con thấy nhìn không ra thì hạnh phúc. Cảm ơn anh, phát tài. Ông xã em cũng hay nhắc đến anh lắm. Đó anh hai hay nè, mà tài giỏi hết. Dạ em chào anh Bảy luôn. Dạ chào anh Bảy, bây giờ mình sức khỏe. Xin chào chú nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Năm nay thì năm tới mình cố gắng duy trì nha. Về về chưa có gì. Lấy bắt làm với ba con là bước qua hàng 8 đi. Chúc bác năm là bác cha đó giới mới sức khỏe, bình an. Dạ. Dạ. Dạ, em chào chị luôn, em dạ. Chúc gia đình mình năm mới nhiều sức khỏe, bạn suy nghĩ chị nhé. Dạ, cũng chúc em chị tiền tràn đầy và hạnh phúc. Dạ. Đẹp mãi mãi. Em cảm ơn chị rất nhiều. Sức khỏe. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Làm ăn phát tài. Dạ, cảm ơn chị. Và em cũng chào chị luôn nhé. Dạ. Dạ. Chúc năm mới gia đình mình nhiều sức khỏe, chị. Dạ mãi, không già. Dạ, cảm ơn chị cũng vậy nhé. Dạ. Dạ, chào chị. Dạ. Rồi quý vị ơi, năm sau về đi chơi chị ơi. Dạ, rủ ông xã là tại vì về Việt Nam cái không khí Tết rất là ấm cúng, rất là mát mẻ. Thành ra là sẽ rủ ông xã về Tết. À, quý vị ơi, video nãy giờ cũng dài rồi, đến đây thì tạm chia tay toàn thể quý vị nhé. Chúc quý vị một năm mới là thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Và tiền hẹn gặp lại quý vị vào clip tiếp theo. Bye bye, bye quý vị. Bye bye, bye bye. Đừng đi ra ngoài lộ xe để đi về ở bên hông nhà của chị Gương. Ở đây có hai cái cây rất là lớn luôn, mấy cây luôn. Ông bà năm mới luôn sức khỏe. Dạ, rồi cảm ơn con. Nổ quá hả? Wow, tôi đi dọc đường đó cái tiền thấy là ở đây có bán vú sữa nè quý vị, thích quá quý vị. Đây là cô bán vú sữa. Đang nói là vú sữa này 2kg 25 ngàn. 2kg 25 ngàn. Ngoài lúc sữa này nó mới hái chơi ngoài vườn, ngoài khi ngoài chợ nó để héo đó. Tươi luôn á cô. Ừ, này nó tươi thôi chứ nó héo cô nè. Tại người ta cũ người ta bán, còn mình ngoài vườn mình hái người bán liền à. Dạ. Chất lượng như trái tím là hả? Cái bọc. Cái này chín hết không? Sao có mấy trái em rợ làm như nó hơi cứng. Không, nó vậy là không, nó chín hết rồi. Chín quá thì không. Có cây khế, trái quá trời trái luôn.
Wow, về làng quê thích quá quý vị ơi. Về quê hương của Tuyền thích quá. Đi dọc đường nè, thấy cô này cô bán vú sữa nè. Cô nói có 2kg 25 ngàn là có 1 euro cho 2kg vú sữa. Ngon quá, ngon dưới sữa luôn, ngọt lắm. Chút nữa mấy ngày thì chút nữa 5kg đi. Nè chị ơi, thấy em lấy cho. Sữa xong thì đi đến cái đoạn này Tiền thấy có một cái cây vú sữa luôn quý vị. Thì Tiền cũng quay để chia sẻ cho quý cô chú anh chị cũng như là các cháu nào nếu mà chưa biết đến cái cây vú sữa thì mình sẽ biết cái cây vú sữa nó ra sao. Cây vú sữa là ở dưới này nó có cái lá màu, cái lá nó có hai mặt. Ở dưới màu này màu giống như là màu đồng nè. Ở trên là màu xanh. Mà khi mình ngắt cái lá này ra đó thì ở ngay cái ngọn lá này nó có nhựa nó chảy ra và dính vô tay mình đó thì nó rất là rít, nó bị rít. Và khi vú sữa đó, cái đây là cây vú sữa tím mà Tuyền á, thì Tuyền lại thích là ăn cái trái vú sữa tím hơn là cái vú sữa xanh cũng như là vú sữa vàng. Bây giờ Tuyền sẽ tìm một trái Tuyền quay cho quý vị xem nhé. Đây nè, Tuyền thấy ở đây có hai trái vú sữa mà vú sữa này cũng là chín rồi đó quý vị, đang chín nè. Tuyền đụng cái tay vào thì vú sữa cũng rất là mềm. Đây hai trái vú sữa nhưng mà cái cành vú sữa thì nó rất là dai, nó dai lắm. Khi mà vú sữa này còn sống sắp chín thì nó sẽ có màu như vậy. Và khi nó chín thì nó sẽ có màu tím. Và màu tím rất là bóng. Đây là hai trái vú sữa trên cành. Wow, Tiền rất là thích về cái mùa Tết để mà có được vú sữa để ăn. Hôm nay Tiền thấy vú sữa Tiền thèm lắm. Mà đâu có vú sữa đâu mua. Thì đây là trồng thiên nhiên á, thành ra là có những trái nó cũng bị sâu nè. Còn những người mà xịt thuốc nhiều quá thì cái trái vú sữa nó bóng hơn, nó láng hơn. Đó, đẹp quá, trời đẹp luôn quý vị. Bây giờ Lan ghé mua một vài trái bưởi. Tại vì cháu Linh cũng rất là thích ăn bưởi. Thế là Lan đến đây mua bưởi nè. Bưởi này trái nhiêu Lan? Ký hả? Wow, có nhiều trái bưởi to dữ. Quá trời to luôn, 1kg 20 ngàn. 1kg bưởi 20 ngàn. 20 ngàn là khoảng 7 hay là 8 euro. 7 euro 20 ngàn. Một trái bưởi to lắm nè. Ồ, trái bưởi cầm nặng lắm nha. Trời ơi, bưởi da xanh không ngon lắm. Quá trời nặng luôn. Ủa sao không bưng được? Không, nhưng mà Lan phải lựa trái nặng thì nó có nước. Trời ơi, em bưởi nặng thì có nước mà nhiều khi nhẹ là giỏi vậy. Chứ không phải là... Dạ, con chờ. Cái bữa lấy cho bưởi nấu trái bưởi. Cái bưởi này ăn vô là con bưởi quá là ngọt. Hôm bữa nay con muốn ăn nó. Dạ. Ăn bưởi cho ốm. Ăn bưởi nhiều là giảm cân á. Ăn bưởi nhiều giảm cân. Ở chúc năm ăn nhiều giảm cân nè rồi mỡ mỡ gì ô ta nói. Chúc mừng năm mới hai cô nhé, năm mới nhiều sức khỏe. Bạn sự như ý. Cảm ơn em. Dạ dạ. Có miếng mỡ.